Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tốt Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị của trong ngày. Trong làng giải trí Hoa ngữ thì rất nhiều nghệ sĩ muốn chứng minh bản thân đa tài đa nghệ bằng việc thể hiện rất nhiều tài lẻ trong các sự kiện lớn nhỏ khác nhau, và một trong những màn trình diễn được mong đợi đó chính là vũ đạo, bởi không chỉ có nhan sắc mà thần thái của những nghệ sĩ cũng sẽ được bộc lộ rõ nhất. Và cũng chính nhờ những màn khoe khéo tài năng này mà công chúng có dịp chứng kiến những khoảnh khắc đẹp kinh diễm của các mỹ nhân showbiz, và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những khoảnh khắc này nhé. Thứ nhất, Trịnh Sảng. Từng là người đẹp tự ti trước ống kính và truyền thông, vậy nhưng Trịnh Sảng lại khiến công chúng tròn mắt ngạc nhiên khi quyết định khoe khả năng vũ đạo trong buổi tiệc sinh nhật tổ chức cùng fan. Nhan sắc thanh tú cùng vũ đạo gợi cảm đã mang lại hình ảnh quyến rũ ngút ngàn cho nữ thần thanh xuân. Thứ hai, Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba ngay từ bé đã được học các điệu múa dân tộc, chính vì thế đối với cô, vũ đạo là nghề tay ngang. Khoảnh khắc đẹp kinh diễm này của Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây sốt mạng xã hội bởi hình ảnh bộc lộ rõ nét nhan sắc khả ái, thần thái rạng rỡ của cô nàng. Thứ ba, Cúc Tịnh Y. Lướt tới hình ảnh mỹ nhân 4.000 năm Cúc Tịnh Y, người hâm mộ phải trầm trồ trước vẻ đẹp xuất sắc cùng body quá đỗi nuột nà của người đẹp này. Vốn xuất thân là idol nên cô nàng càng khéo biết phô diễn nhan sắc và hình thể. Thứ tư, Angelababy. Angelababy chưa bao giờ khoe khả năng vũ đạo bởi đây không phải là thế mạnh của cô nàng. Tuy nhiên trong một video quảng cáo cho nhãn hàng, bà xã của Huỳnh Hiểu Minh lại khiến cư dân mạng xôn xao với khí chất nổi bật. Thứ năm, Lưu Diệu Phi. Cũng trong video quảng cáo cùng Angelababy, Lưu Diệu Phi lại thể hiện thần thái khác hẳn với màn vũ đạo mạnh mẽ, toát lên khí chất của nàng công chúa Disney đảm nhiệm vai Mộc Lan. Thứ sáu, Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á cũng là mỹ nhân sở hữu tài năng vũ đạo không hề kém cạnh các mỹ nhân trong giới. Khoảnh khắc đánh đàn và xoay vòng liên tiếp trên sân khấu của Đồng Lệ Á khiến dân tình nức nở với tài năng, khí chất và nhan sắc của người đẹp. Bạn có ấn tượng với khoảnh khắc của mỹ nhân nào nhất? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.